gánh nặng cuộc đời, nào ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đóng đầy tình mẹ, mây trời lồng lồng không phủ kín công cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, ôi tấm thân gầy cha che chở đời con. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe em. Ai còn mẹ làm mẹ buồn, đừng để sầu lên mắt mẹ nghe. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời nào ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đóng đầy tình mẹ, mây trời lồng lồng không phủ kín công cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, ôi tấm thân gầy con. Mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nhé em. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ buồn, đừng để sầu lên mắt mẹ nhé em. Ai còn làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe em. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ buồn, đừng để sầu lên mắt mẹ nghe em. Đừng để sầu. Lên mắt mẹ nghe. Con xin chắp tay kinh lạy Đức Phật Thích Ca. Con xin chắp tay khấn nguyện
niệm Phật A Di Đà. Đời con bấy lâu mang nặng bao la nghiệp chướng, mang nặng thù oán sân si u mê lầm lạc, đường đi không có lối về. Ngày nay xin chư Phật mười phương chứng chi ghi nhớ tỏ tường, đời con thành tâm sám hối tu thân, con lánh xa tội lỗi luôn làm bao điều tốt lành cho đời nở hoa từ bi. Ôi vui sướng thay dứt sạch oan nghiệp trả vai, con xin chấp tay quy mạng mười phương chư Phật cùng bao chúng sanh phát nguyện thành tâm sám hối, xa rời vùng tối đam mê nương thân cửa Phật, đường đi nay có lối về. Con xin chấp tay kính lạy Đức Phật Thích Ca, con xin chấp tay khấn nguyện Phật A Di Đà. Đời con bấy lâu mang nặng bao la nghiệp chướng, mang nặng thù oán sân si u mê lầm lạc, đường đi không có lối về. Ngày nay xin chư Phật mười phương chứng chi ghi nhớ tỏ tường, đời con thành tâm sám hối con lánh xa tội lỗi luôn làm bao điều tốt lành cho đời nở hoa từ bi. Ôi vui sướng thay dứt sạch oan nghiệp trả vai, con xin chấp tay quy mạng mười phương chư Phật cùng bao chúng. Cho tất cả các sự dịch bệnh đang lan tràn được mau chóng tiêu trừ, để cho mọi người và mọi loài có được một sự bình an, phút nhập từ bi quán bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chào đón cô Lan về ngàn hương thơm tỏa khắp muôn người. Dạ kính thưa quý vị, một tràng pháo tay cho ban hợp ca phối hợp của nhóm Hương Sen cũng như là tất cả quý vị trong ban hộ trì Tam Bảo chùa Đại Nhật Như Lai, một tràng pháo tay thật lớn. Dạ. Và sau đây là diễn văn khai mạc đại lễ Vu Lan. Chúng con xin lê đồng đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng Viện Chủ, Hòa Thượng Thích Thông Đạt khởi thân cho chúng con pháp thoại diễn văn khai mạc đại lễ Vu Lan năm nay. Kính cung thỉnh Hòa Thượng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quê hương hiệp Trung Quốc, an khang thịnh vượng an lạc.
Con nguyện thầy tổ cha mẹ sớm quá quá vạn sớm siêu thoát, hiện tiền phước khỏe tăng long, tiếng dẫn hậu học con cháu nối gót, theo gương hiếu hành quý ngài quý vị duy trì mạng mạch đạo pháp và dân tộc. Nam mô Vu Lan Diên Khởi Thắng Hội Đại Oa Thần Đại Hiếu Ngọc Kiền Liên Chúa Mẹ Hội Thượng Phật Bồ Tát. Xin Tiên Bổ trân trọng khai mạc Đại Lễ Vu Lan 2565. Xin trân trọng bái bạch. Nam mô Đại Hiếu Ngọc Kiền Liên Bồ Tát. Chúng con xin đê đầu cảm niệm ân đức của Hòa Thượng Viện Chủ đã tuyên đọc diễn văn khai mạc Đại Lễ Vu Lan. Sau đây là phần pháp thoại và đạo từ Vu Lan. Chúng con xin đê đầu đảnh lễ cung thỉnh trưởng lão Hòa Thượng Thích Tịnh Từ ban cho chúng con lời pháp thoại và đạo từ Vu Lan. Năm nay chúng con xin đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Vu Lan Hòa Thượng Phật Bồ Tát. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, quý thân hữu Phật tử và quan khách. Hôm nay một số các chùa ở Bắc Cali và các nơi tổ chức Đại Lễ Vu Lan, mà chúng tôi chọn chùa Đại Nhật Như Lai để đến dự lễ cùng quý ngài, quý vị, các Phật tử. Bởi vì tôi thấy Đại Nhật Như Lai có nhiều cái nét đặc biệt mà các chùa khác không có. Rất đặc biệt, nội cái trang trí hình ảnh dù chùa rất nhỏ nhưng mà chưa bao giờ cái hội Vu Lan có những lá cờ năm sắc tím tấn niệm Định Huệ đẹp như thế. Cho một tràng pháo tay. Và đặc biệt, lần đầu tiên tôi tới đây được đội mũ kỳ lư, hiệp trưởng Kỳ Lư hả? Từ Việt Nam qua đây đi tu trên dưới 66 năm rồi, chưa bao giờ được đội cái mũ đẹp. Khi tới Đại Nhật Như Lai, Hòa Thượng trụ trì nói thầy đội cái mũ cho nó đẹp trai. Tôi nghe chữ đẹp trai tôi hào hứng quá. Chữ trang nghiêm mấy em bé nó không biết đâu. Chữ đẹp trai mình dịch là look handsome, easy to understand. Và đặc biệt là cái ban đào ca, hợp ca quá ư đặc biệt. Từ 10 tuổi và đến chắc cũng 80 tuổi hơn, chưa bao giờ có cái ban đào ca đặc biệt như chùa Đại Nhật Như Lai chúng ta. Trong một tràng vỗ tay thật lớn. Và trong hội trường hôm nay hầu hết là quý thầy, quý sư cô, còn các Phật tử thì ngồi ngoài á, thấy mặt rất ít, nhưng mà hy vọng trên 100 người. Vì vậy tôi xin được nói một bài kệ cực ngắn để chúc mừng quý thầy, quý sư cô thêm một tuổi đạo sau mùa Vu Lan từ tứ và sau mùa an cư kiết khác. Hạnh phúc thay được sống, trong tăng đoàn Thế Tôn hành trì niềm tình tuệ, tỉnh thức từng phút giây. Không ai vỗ tay gì cả. We are very happy to be with
Sangha community, and live with mindfulness in harmony in the present moment. Hạnh phúc thay được sống trong tăng đoàn Thế Tôn, hành trì niệm định tuệ, tỉnh thức từng phút giây. Quý vị nhìn quý thầy quý cô hôm nay đều mở mắt hết, chưa ai ngủ mê. Tỉnh thức là không có mê với cái tham đắm thường tình thế gian. Đó là cái hành của quý thầy, quý vị tăng ni xuất gia trong truyền thống tăng ni giáo đoàn của Đức Thế Tôn cách đây hơn 26 thế kỷ. Riêng các giới Phật tử, tôi xin được nhấn mạnh hạnh phúc thay được sống gần bên cạnh tăng đoàn, được quý y Tam Bảo biết làm phước cũng dược. Các đệ tử mà thân cận quý thầy quý sư cô đó, tu cái hành là làm phước cũng dược. Cho nên hôm nay có lễ trái tăng, có quý thầy, một người phát tâm cũng một đồng, hai đồng cũng được, 5-7 đồng cũng được, để tỏ lòng cái lễ Vu Lan mà Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên đã trao truyền cho chúng ta. Tiền bạc không cứu mẹ, cứu cha ra khỏi cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Chỉ có tâm thành phước đức, quy y hướng về Tam Bảo, ba nghiệp thanh tịnh, suy nghĩ tốt lành, lời nói dễ thương, hành động lợi ích, ba cái điều đó được tròn vẹn thì gọi là hiếu đạo. Trước hết bảo hộ được thân cha mẹ còn sống, và sau đó được cứu độ cha mẹ khỏi cái cảnh giới đọa lạc nếu cha mẹ mình đã qua đời và không may. Và cái đặc biệt trong buổi lễ Vu Lan kỳ này tại chùa Đại Nhật Như Lai chúng ta là có tổ chức đại giới giới gì? Đại trai đàn, tổ chức đại giới trai đàn. Trai tức là trong sạch và thanh tịnh, đàn tức là một đàn tràng. Mời quý thượng tòa, quý tôn đức có mặt để làm cái buổi lễ trang nghiêm, tụng kinh bái sám, trì chú, để không những hồi hướng cho cha mẹ tổ tiên nhiều đời chúng ta, mà hồi hướng cho những người qua đời như FC đã nói đó. Các vị qua đời vì dịch Covid, qua đời vì thiên tai, qua đời vì già yếu, bệnh tật, và qua đời bất cứ lý do nào, trong số 10 người thì cũng có 5-7 người chưa siêu thoát. Cho nên cái lễ đại trai đàn Đại Nhật Như Lai tổ chức năm nay chúng tôi thấy rất là ý nghĩa. Cho nên vị nào có mặt ở đây mà chưa ghi tên ông bà tổ tiên, để được quý tôn đức tăng ni trung ban kinh sư tuyên đọc hồi hướng cầu nguyện, thì nên nhớ ghi tên. Tu viện Kim Sơn không có, tu viện Thôn Điền không có, và nhiều chùa không có. Và tôi biết được năm nay đặc biệt chỉ có Đại Nhật Như Lai có trai đàn trật tế rước các vong linh hương linh qua đời. Chúng tôi cũng hy vọng cha mẹ chúng tôi, ông bà chúng tôi cũng có mặt hôm nay ở đây để được nghe kinh khi quý tôn đức tăng ni làm lễ cầu nguyện chiều hôm nay. Cho nên nhớ chiều hôm nay khi lễ ăn cơm xong ở lại để cúng ba mẹ trong cái lễ đại trai đàn chân tế. Và cái điều
Tôi mong mỏi là tất cả các Phật tử tăng ni giữ gìn sức khỏe. Giữ gìn sức khỏe thì không những dịch Covid nó không có tới, mà bất cứ cái loại dịch nào, cái loại dịch mà Đức Phật Chư Tôn nói quan trọng hơn hết, khó chữa hơn hết là dịch tham. Tham tiền, tham của, tham chấp. Cái dịch đó là không có thuốc nào trừ được hết, chỉ có tu Phật thôi. Cái thứ hai là dịch nóng dần, không có cái nhà thương nào cho cái thuốc chữa nóng dần hết. Cái dịch nóng dần đó khó chữa vô cùng, chỉ có Đức Phật và giáo pháp mới trị liệu được. Và cái dịch là thiếu hiểu biết, tức là không có trí tuệ. Ba cái loại dịch tham, sân và si không chữa được. Nhưng mà dịch Covid bây giờ có thuốc ra lan tràn, ai chưa đi chích, chích vô, đừng có sợ. Thầy từng từ chích hai mũi mà không nghe nóng lạnh chứ cả. Thì thầy hỏi tại sao thầy từng từ chích hai mũi mà không nghe chuyện mình nóng lạnh gì cả. Thì trái tim trả lời, nói tại vì trái tim phổi của thầy có cái năng lực thương yêu và năng lực tập thể dục hàng ngày, cho nên cái kháng tố của thầy nó cực mạnh. Dịch tham, dịch sân, dịch si nó không tới được, huống nữa là dịch Covid. Vỗ tay. Thì quý thầy ngoài đeo cái khẩu trang, hôm nay tôi thấy sư bà ăn là cái khẩu trang đẹp nhất, tôi mê quá. Đeo bên trong, rồi đeo bên ngoài một lớp nữa, cho một tràng vào tay. Đây là cái gương, sư bà nói để tôi đeo làm gương cho các thầy, các sư cô và các Phật tử không chịu đeo khẩu trang. Bây giờ cái dịch này nó biến thể, nó đương đi khắp nơi, trong đó có Việt Nam chúng ta, ở Mỹ đang lan tràn. Cho nên quý thầy, quý sư cô, các Phật tử, các em, chỗ nào đông người thì tránh vào, đừng có tới. Nhiều khi trong đó một hai người đi du lịch từ các nước lan qua đây thôi, mình bị nhiễm. Nhưng mà nhớ nhiễm cho trong đó rất nhỏ, mà nhiễm cái tâm không mấy tốt đẹp thì rất là khó chữa. Vì vậy hôm nay quý vị chỉ nhớ một câu kệ rất cực ngắn: mỗi sáng mai thức dậy, xin lập theo, mỗi sáng mai thức dậy, mỗi sáng mai thức dậy, mỉm cười niệm Di Đà, mỉm cười niệm Di Đà, để dịch trùng tránh xa, cho tôi sống lâu một chút. Đơn giản, mỗi sáng mai thức dậy vui vẻ, đừng nghĩ biêu, đừng nghĩ bất cứ chuyện gì hết. Nhớ Nam Mô A Di Đà Phật 10 lần, 20 lần, 30 lần. Đi đánh răng súc miệng cũng cứ Nam Mô A Di Đà Phật, dịch trùng tránh xa. Nam Mô A Di Đà Phật, dịch trùng tránh xa. Nam Mô A Di Đà Phật, dịch trùng tránh xa. Tôi tu tập như vậy. Bây giờ quý vị thấy thầy Tịnh Trư 80 rồi mà trẻ không? Đẹp không? Thầy nói đẹp trai. Trang nghiêm. Xin chúc Hòa Thượng Viện Chủ Đại Nhật Như Lai và Chư Tôn Đức Tăng Ni quý Phật tử một mùa Vu Lan hiệu hành thật trang nghiêm, tốt đẹp. Và đây cái niềm vui qua nụ cười hơi thở. A Di Đà Phật tác đời chứng minh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Chúng con xin đê đầu đảnh lễ cảm niệm ân đức của Trưởng Lão Hòa Thượng đã ban cho chúng con một bài pháp thoại, một bài đạo từ tuy ngắn nhưng đầy đủ tình thương yêu, và đã khuyến tấn chúng con tiên tấn tu tập trong từng giây phút, trong từng ngày. Khi chúng ta mở mắt, chúng ta nở một nụ cười, và trong cái nụ cười đó chúng ta có hiểu và chúng ta sẽ có thương. Và để sau đây xin kính mời ban hộ trì Tam Bảo cử cho một vài người
để chúng ta chuẩn bị làm lễ cài bông hồng cho chư tôn hiền đức. Và sau đây bà mời các em chuẩn bị cho nhạc bông hồng cài áo. Kính thưa quý vị, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Kính thưa quý vị, hạnh hiếu là hạnh Phật. Chúng ta sống ở đây, có cha có mẹ mới có mình. Và trong cái buổi lễ bông hồng cài áo này, chúng tôi xin mời quý, chúng con xin đê đầu đảnh lễ, cung thỉnh chư tôn thiền đức, và kính mời toàn thể quý vị lắng nghe hai tiếng hát của bé Thúy Ân và Thúy Vi qua nhạc phẩm Bông Hồng Cài Áo. Và mời quý bác trong ban hộ trì Tam Bảo có những cái thay bông hồng để cảm ơn cho dòng suối dịu
cài lên mình chiếc bông hồng niềm vui còn mẹ. Hãy vui sướng đi, tất cả mọi người còn có mẹ. Nhưng khi mất mẹ rồi, cuộc đời của chúng ta sẽ ra sao vào những mùa thu? Sau đây, kính cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức cùng quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tâm Sự Người Cài Hoa Trắng qua tiếng hát của Jenny Đan Anh và Dạ Thảo. Thank you.
rồi hết ngày thơ. Mẹ ơi thương nhớ vô bờ, trần gian sương khói ơ thơ, mất mẹ rồi đời. Đời hết ngây thơ. Một tràng pháo tay cho tiếng hát của Thúy Ân, Thúy Ly, Jenny Đan Anh và Dạ Thải trong phần Bông Hồng Cài Áo. Kính thưa quý vị, ngoài mẹ chúng ta còn có cha. Vì vậy cho nên ký hiếu kính với mẹ cũng nên hiếu kính với cha. Có cha có mẹ mới có mình. Và sau đây là lời cảm tạ của ban hộ trì Tam Bảo. Chúng tôi xin trân trọng kính mời đạo hữu Nhật Khai Nhật Khải có lời cảm tạ đến chư tôn thiền đức cùng quý vị Phật tử hiện diện hôm nay. Kính mời đạo hữu. Thư cảm tạ của chùa Đại Nhật Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên chư tôn Đức Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, quý gia đình Phật tử, quý hội đoàn, thiện nam tín nữ và đồng hương Phật tử xa gần. Mùa Vu Lan lại trở về với những người con Phật, mùa của các chư tôn Đức an cư kiết hạ, mùa để những người con dành trọn tâm tư, tưởng nhớ đến công sức sâu dày của đấng sinh thành, dù còn tại thế hay quá vãng về nơi xứ Phật. Trong kinh Vu Lan Phật dạy: đầu đội cha, hai vai cõng mẹ, trong hàng xa số kiếp cũng không báo đáp hết công ơn của cha mẹ. Công ơn ấy cao như trời, sâu như bể, phận làm con không sao đền đáp hết đặng. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đầy tình mẹ, mây trời lầm lộn không phủ kính công cha. Năm nay 2021, Phật lịch 2565, chùa Đại Nhật Như Lai tại thành phố San Jose, tiểu bang Cali, long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan, đại lễ cầu siêu trai đàn, giải oan bạc độ, chậm tế âm linh cô hồn, để hàng Phật tử xa gần đến lễ kính chư Phật, chư Tăng Ni, đồng thời noi theo gương hiếu hạnh của Đại Bồ Tát Mục Kiền Liên của mẹ. Hàng Phật tử chúng con sắm sửa trai nghi thành tâm dâng lên cúng dường mười phương Tam Bảo, dưới đến hiện tiền chư tôn Đức Tăng Ni. Chúng con cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia trì cho chư tôn Đức Tăng Ni pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật đạo viên thành. Chúng con cũng xin chân thành cảm tạ sự hiện diện của các vị dân cử địa phương, quý hội đoàn, quý truyền thông báo chí, quý gia đình Phật tử, quý đồng hương Phật tử xa gần đã góp công góp sức tịnh tài tịnh vật cho buổi đại lễ Vu Lan hôm nay được thành công viên mãn. Xin cầu nguyện chư Phật, chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho quý vị và gia đình một mùa Vu Lan an lành và hạnh phúc. Trong khi đại lễ chắc chắn không tránh khỏi những điều sơ suất, ngưỡng mong trên chư tôn đức cùng quý liệt vị từ bi hoan hỷ, chúng con xin thay mặt ban tổ chức kính mời chư tôn hòa thượng, thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, các vị dân cử, quý hội đoàn, quý truyền thông báo chí, quý gia đình Phật tử, quý đồng hương Phật tử xa gần, sau phần nghi lễ
ở lại thọ trai thân mật với ban tổ chức chùa Đại Nhật Như Lai. Xin trân trọng cảm ơn Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Cảm ơn đại đạo hữu Nhật Khải đã có lời cảm tạ. Và sau đây là phần nghi thức Vu Lan, chúng con xin đê đầu đảnh lễ cung thỉnh chư tôn thiền đức khởi thân để chuẩn bị niêm hương bạch Phật phần nghi thức Vu Lan. Cũng mời tất cả quý vị trong ban hộ trì Tam Bảo và ban hợp ca để chuẩn bị cho nhạc phẩm trầm hương đốt để chúng ta bắt đầu phần nghi lễ Vu Lan hôm nay. Lòng thành kính gửi theo các mây hương phương thân khắp mười phương cung dường ngôi Tam Bảo thể tròn đời giữ đạo theo từ tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ. Đạo cảm thông không thể ghi bằng lưỡi để châu vĩ đạo tràn mười phương Phật bảo hảo quang sáng ngời trước bảo tòa. Thân chúng con ảnh hiền cúi đầu xin thề nguyện quý theo tâm đảnh lễ hạ vi rằng pháp giới qua hiền vì lai đức thế chư Phật. Nương tâm đã lễ vi đằng pháp giới qua hiền vì lai đất thế tôn pháp. Nương tâm đã lễ vi đằng pháp giới qua hiền vì lai đất thế hiền thánh tăng. Oh,
Nam mô Đại Hiếu Mục Cử ba hồi chuông trống bát nhã và ban thỉnh sư.
Mời quý vị đứng dậy để chúng ta cung tiến chư tôn thiền đức khởi thân. Hồi lưu an nghỉ và xin mời ban trai soạn chuẩn bị phần cúng dường trai tăng. Chúng tôi xin kính mời toàn thể quý vị hãy ngồi tại chỗ để ban trai soạn sẽ gửi đến quý vị những phần ăn trong ngày hôm nay. Và phần công việc thì xin quý vị hãy gửi lên chư tôn thiền đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời ban nghi lễ chuẩn bị có lời tác bạch lên chư tôn thiền đức. Bà kính bạch quý ni sư và quý sư cô, hôm nay là ngày 14 tháng 8 năm 2021, nhằm ngày 7 tháng 7 năm Tân Sửu, chúng con Phật tử chùa Đại Nhật Như Lai có duyên sự đầu thành đảnh lễ kính xin tác bạch. Ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức. Mọi đồ thu về, lá trên cành chuyển màu, gió thu thổi nhẹ nhẹ, lá vàng rụng đầy sân, báo hiệu mùa Vu Lan lại về, mùa chư tôn đức tăng quan Hà Lạp, mùa trả tội vong nhân. Hòa trong niềm vui chung của người con Phật, chúng con lại bùi ngùi sao chuyển, vì đó là ngày người con hiểu hành hướng về các đấng sinh thành của tổ tiên, ông bà cha mẹ, hướng về ơn Tam Bảo, ơn quý thầy tổ đã giáo dưỡng hy sinh để truyền thừa giáo pháp Như Lai. Vời vời non cao ơn dưỡng dục, mênh mông biển rộng đức sinh thành, con đi xa cách muôn nơi, công cha nghĩa mẹ đời đời khắc ghi, dù cho dâng cả cuộc đời cũng không trả hết ơn người sinh ra. Mẹ cứu mang con 9 tháng, cha mẹ đã tạo cho con hình hài vóc dáng. Từ khi con cất tiếng khóc chào đời, mẹ nâng niu trong vòng tay yêu thương, đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến của mẹ cha. Nuôi con khôn lớn, dạy dỗ con nên người, những khi trái gió trở trời, con đau là mẹ đứng ngồi không yên. Trải qua biết bao sự lo lắng gian lao, mẹ cha hy sinh tất cả cho con, mong sao con được tài đức vẹn toàn. Công ơn cha mẹ cao như trời, rộng như biển, chúng con chưa đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha. Hôm nay đây, những người con được cài hoa hồng đỏ thắm, màu của sự yêu thương, biết rằng mình đang còn hạnh phúc cần kề bên mẹ cha. Những người con cài hoa trắng, ngậm ngùi, rơi lệ, bồi hồi, tưởng nhớ về mẹ không còn ở trên đời. Kính bạch chư tôn thiền đức, năm nay hồi đủ duyên lành, chùa Đại Nhật Như Lai phát nguyện thiết lập đại lễ trai đàn giải oan bạt độ, chẩn tế âm linh cô hồn, nguyện cầu âm siêu dương thái. Phật tử chúng con vô cùng cảm động, vì đường xá xa xôi, tuổi già sức yếu, Phật sự bồn bề, quý chư tôn đức đã từ bi hoan hỷ quang lâm về chùa Đại Nhật Như Lai chứng minh và chủ huyền cho cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ, hương linh quả vãng siêu sanh cực lạc, cha mẹ hiền tiền thân bằng quyến thuộc, được sức khỏe dồi dào, tăng long phước thọ, sở cầu như ý. Giờ này trước Phật đài trang nghiêm thanh tịnh, Phật tử chúng con sắm sửa lễ vật kính dâng lên mười phương chư Phật, sau kính cúng dường chư tôn đức hiền tiền. Tuy phẩm vật đơn sơ nhưng thể hiện lòng thành kính của chúng con, ngưỡng mong quý ngài chứng minh nạp thọ để
để cho chúng con được ân tiêm công đức. Đến đây chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý chư tôn đức pháp thể Phi Nan, tuệ đăng thường chiếu, tuổi thọ miên trường, đồng thời soi đường chỉ lối cho hàng Phật tử chúng con trên bước đường tu hành giải thoát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Thay mặt chư tôn đức tăng ni hiện tiền, chúc lành quý Phật tử trong ban hộ trì Tam Bảo chùa Đại Nhật Như Lai chúng ta thân khỏe tâm an, mọi bình yên trong đời sống hàng ngày, đặc biệt tín tâm Phật pháp tăng Tam Bảo. Trong mùa đại dịch mà chúng ta quy tụ trên dưới 30 tôn đức tăng ni có mặt hiện tiền, đây là cái chuyện rất là hiếm có. Và đặc biệt là quý Phật tử hiện diện phát tâm cúng dường trai tăng và phát Phật phát biểu cúng dường trai tăng rất văn chương, rất nhẹ nhàng, rất thú vị, dòng quan kỳ âm hưởng quê hương. Đây là cái làm hiếm có, không những của Đài Nhật Như Lai mà của Phật giáo Việt Nam tại Bắc Cali, Nam Cali và nhiều nơi trên cả quốc gia thiện quan Hoa Kỳ. Một lời lần xin được chúc mừng không buồn, không giận ai. Không buồn, không giận ai là báo hiếu chăng? Không buồn, không giận ai là báo hiếu chăng? Ba nghiệp luôn thanh tịnh là nhớ ơn Thầy Tổ và hồi hướng các pháp giới chúng sinh. Xin chúc lành chư tôn đức tăng ni hiện tiền các giới Phật tử tâm an thân khỏe và tất cả Phật sự thiền sự đều được thành tựu tốt đẹp như ý.
chế đại chúng thực tôn ngụ quán tán tâm tạp thoại tín thế năng tiêu đại chúng văn khăn than các chân niệm mà nam mô Thank you.
Chứ con hiền đức tăng ni thọ ca.